Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái bản ngọc mới của một vị tướng chuyên đi rừng luôn. Đó là vị tướng Nakoth nha mọi người. Thì đối với vị tướng này á, thì mình sẽ lên cái phần chủ yếu là xuyên giáp, tấn công vật lý và tỷ lệ chí mạng nha mọi người. Thì cái phần tỷ lệ chí mạng mình không cần lên nhiều đâu, mình chỉ cần lên một ít thôi, khoảng 10 hơn 10% là được. Quan trọng là cái xuyên giáp á, chứ không vật lý. Rồi, sau đây là cái phần bản ngọc mình sẽ chia sẻ cho mọi người nha. Thì đối với vị tướng này á, thì mình sẽ lên 10 viên ngọc đỏ là tỷ lệ chí mạng 1,6%. Mình lên 5 viên nha. 5 viên. 5 viên tỷ lệ chí mạng 1,6% nha mọi người. Lên đúng 5 viên nha. 5 viên nè. Rồi. Còn 5 viên còn lại á, mọi người lên cho mình. Tỷ lệ chí mạng là 0,5% và top đánh là 1,6% nha. 5 viên còn lại lên tỷ lệ chí mạng là 0,5% và top đánh là 1,6%. Tiếp theo là 10 viên ngọc tím. Thì 10 viên ngọc tím này rất là đơn giản, mọi người lên đúng 10 viên, nó sẽ nghiêng về công vật lý và tốc chạy nha mọi người. Lên lên đúng 10 viên công vật lý 1,6 và tốc chạy là 1% nha. Thì lên 10 viên ngọc tím này thì mình sẽ có tốc chạy là 10% và công vật lý là 60, 1,6 là 16, 16% nha. Rồi tiếp theo là 10 viên ngọc lục thì mình sẽ lên công vật lý là 0,9 nha, xuyên giáp là 64% nha. Thì lúc này á, mình sẽ lên là đúng 10 viên luôn. Đây, 10 viên luôn. Đó, đúng 10 viên nha mọi người. Thì khi gắn đúng 10 viên á, thì nó sẽ ra bản ngọc này. Công vật lý là 25%, tỷ lệ chí mạng là 10,5%, xuyên giáp là 64, tốc chạy là 10 và tốc đánh là 8% nha. Thì đây là cái phần giới thiệu về bản ngọc. Bây giờ mình sẽ thoát nghe, mình sẽ giới thiệu về cái trang bị lên đồ trong trận đánh nha. Đặc biệt là lên đồ trong trận đánh chuyên đi rừng á. Bản ngọc này đi rừng là ok lắm á anh em. Mình chơi nhiều rồi, chơi bản ngọc này của có đi rừng đánh rất là đã và phê luôn, sát thương lắm. Rồi, sau đây mình sẽ vô trang bị nha. À, tới vị tướng này có thì mình đã trang bị các cái này nha. Trời ơi, tiếp nhận mình nó kim cương. Thôi, chị chó đi. Thì món đồ thứ nhất thì mình sẽ lên là cây kiếm chi hồn nha. Và món thứ hai là dây kim cương nha. Món thứ ba là mình lên cây thương xuyên phá. Và món thứ tư đó là mình lên phức hợp kiếm nha. Món thứ năm đó là mình lên cây thính kiếm. Và món cuối cùng là mình lên giác phong mệnh nha. Thì các cái phần nội công dụng của nó nằm ở dưới đây nè, mình không có giới thiệu đến mọi người tại vì mình giới thiệu nó rất là mất thời gian, nên là mình sẽ đi nhanh qua. Mọi người khi mà lên đồ á, mọi người sẽ thêm cái phần này công dụng ở dưới đây rồi mọi người lên đồ nha. Rồi khi mà mọi người mắc cái giáp phong mệnh á, thì mọi người lên cho mình là món công, đặc biệt á đi rừng á mọi người đừng có lên thủ, mọi người hãy lên phương công đi. Đi rừng thường thường là lên phương công nó sẽ tốt hơn đi thủ, hoặc là nếu mà kiểu giảm tốc độ đánh của địch hay là giảm hồi chiêu gì đó thì nó cũng không có hay đâu, nó không có tác dụng lắm bằng bạn lên cái phun công. Phun công nó đánh nó mới đam, bắt AD nó mới tốt nha mọi người. Rồi khi mình mắc cái giáp phòng mệnh thì mình sẽ lên cái món công luôn, mình làm lên món công hết, mình không có lên thủ. Lên công đánh nhất là ok hơn là thủ, thủ nhầm chặn thôi chứ thủ nhiều không có tốt, tại vì mình đi rừng chứ đi rừng mà. Đây mình mắc cái phòng mệnh mình sẽ lên cái này. Rồi khi giáp phòng mệnh có thì mình tiếp tục mua giáp phòng mệnh tiếp vậy thôi ha mọi người. Thì đây là cái phần trang bị lên đồ trong trận đánh nha. Tiếp theo mình sẽ thoát ra, mình đi vào cái phần trang bị phù hiệu nha. Thì đây là cái phù hiệu của Nakoth. Thì thường thường lúc trước mình làm mình không có trang bị phù hiệu cho anh em xem, tại vì cũng có rất nhiều người đó hỏi mình tại sao không có trang bị phù hiệu, nên là hôm nay mình sẽ trang bị phù hiệu luôn. Thì đối với tướng này thì mình sẽ lên cái món phù hiệu đầu tiên là chọn cái thứ ba nha. Xong chọn cái thứ ba nó sẽ hiện ra cái này, hiện ra ba cái. Mình sẽ chọn cái chính giữa là lướt tăng CT sát thương á, lướt tăng sát thương á. Khi mà chọn xong lướt tăng sát thương thì sẽ hiện ra cái này, hiện ra hai cái kháng hiệu ứng và cái tăng CT. Thì mình sẽ chọn cái tăng CT nha. Khi chọn tăng CT xong á thì nó sẽ hiện ra ba cái tiếp tục, đó là giảm giảm hồi nè, là giảm hồi chiêu đấy.
thứ hai là sát thương chí mạng và thứ ba là sát thương kéo dài. Thì mình sẽ chọn hai cái nào cũng được, đặc biệt mình đừng bao giờ chọn cái sát thương kéo dài nha, nó không có tốt cái gì tướng này, nó sẽ không đánh không có đau đâu. Mình sẽ chọn cái giảm hồi chiêu nha. Còn nếu mà đi gần á thì mình chọn cái sát thương chí mạng rất là ok nha, nó tốt hơn, đánh rất là đam nha. Rồi đây là cái phần chia sẻ về bản ngọc nè, cách lên đồi trong trận đánh và cái phù hiệu. Chúng mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem nha. Mọi người nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ mình để theo dõi các video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video gắn ngọc của các vị tướng mới của mình nha. Xin chào nhé.